tota mang sang he yo kali to do so sang ho kama tu tang mamang wanda mi che di yang sap bang sap bap tha ne supatitti tang sai rigatha tu maha bo thing buddha rupang sakalang sada sambuddhe at Tawi sancha dwada sancha sahas sakai pancha sata sahas sani namami sirasaang play sang tham mancha sang khancha adare namami hang namakara nupa we naham tua sap Dei upatta we aneka antaraya piwinasantu ase sato sambuthe pancha panya sancha chatu vi sati sahas sakai rasa sata sahas sani namami sirasa ahang te sang hammancha sankhancha adare Namami hang namakara nupa we naham tua sabde upatta we aneka antaraya diwinasan tua se sato sambutte na butta rasate at tajat Tali sa sahasake, wisati sa tasahasa, ni namami sirasaan. Tay sang tamayin cha sang kain cha adare, na namami hang. Namakara nupawe na hantwa, sabde upatawe aneka antaraya, diwinasan tuase sato. Sabde purati maya disaya satta avera sukhi hontu sabde purati maya nudisaya satta avera sukhi hontu sabde dankhinaya disaya satta avera sukhi hontu sabde đăng khi na ya nu di sa ya sát ta awe ra su khi hòn tu sắp đề bất chi ma ya di sa ya sát ta awe ra su khi hòn tu sắp đề bất chi ma ya nu di sa ya sát ta awe ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya di sa ya sát ta Awe ra sukhi hon tu sabbe uttaraya nudisaya satta. Awe ra sukhi hon tu sabbe uparimaya disaya satta. Awe ra sukhi hon tu sabbe hetimaya disaya satta. Awe ra sukhi hon tu sabbe satta. Ta awe ra hon tu sukita hon tu nit dukkha hon tu apyapaccha hon tu anikha hon tu dikhayuka hon tu aroga hon tu sampatti sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukkha patta janit dukkha payapatta ta janipaya so kapata janiso ka hontu sap baby panino akasatta cha pumatta devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang akasatta cha pumatta Tha đề qua na ga mahitika punyang no anumodan tu chi rang rakhan tu no garu akasattha cha pummattha đề qua na ga mahitika punyang no anumodan tu chi rang rakhan tu nya ta yo Akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodan
Santu Chiranga, Santu Panino, Akasatha, Chapumatha, Dewanaga, Mahitika, Punyang no Anumodantu Chiranga, Santu no Tada, Irang Watano, Punyang Asawa, Kaya Wahang Ho, Tuanagate Kale. Xà thủ. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Dạ, dạ kính chúc quý đạo hữu luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Xin chào các học viên. Hôm nay chúng ta sẽ học một phần mới nữa, đó là phần tâm vô sắc giới Arupa Vichara Chittang. Trước tiên đó là phần tập đọc bài bằng tiếng Bali. Cái phần nhóm đầu tiên của tâm vô sắc giới đó là tâm thiện vô sắc giới. Như sư đọc trước, rồi sau đó mời lớp đọc bài. Arupa vachara chitang, Arupa vachara kusala chitang, Akasa nancha yatana chitang, Vinya nancha yatana chitang, A kinh chạy nhà gia tăng ạ chi tăng. Nề quá xanh nhà nà xanh nhà gia tăng ạ. Lỗi đọc lại ha. A ca sa nành cha gia tăng ạ cú sá lạ chi tăng. Quỳnh nhà nành cha gia tăng ạ cú sá lạ chi tăng. A kinh chạy nhà gia tăng ạ cú sá lạ chi tăng. Nề quá xanh nhà nà xanh nhà gia tăng ạ cú sá lạ chi tăng. Chê tí y mà ni chát tà ri bí. Arupa vachara kusala chitani nama. Rồi lần nữa, rupa vachara chitang, arupa vachara chitang, arupa vachara kusala chitang, akasa nancha yatana kusala chitang, vinya nancha yatana kusala chitang, akinchanya yatana kusala chitang, nề quá xanh nhà na xanh nhà giác tân á cô sa la chết thành chế tí y mà ni chất ta chất ta ri pi a ru pa vay cha ra cô sa la chi ta ni na ma. Rồi một lần nữa, a ru pa vay cha ra chi tăng là tâm vô sắc giới, a ru pa vay cha ra cô sa la chi tăng đó là tâm thiện vô sắc giới, a ca sa nành cha giác tân á Kusala Chitang. Để đây mình có chữ Akasa Nancha Yatana, tức là Akasa là biển xứ. Akasa Nancha Yatana là không vô biển xứ, Kusala là thiện, Chitta là tâm, là tâm thiện không vô biên xứ. Vinya nành chai yatana kusala chitang, thì mình có vinya nành chai yatana, đó là thức vô biên xứ. Kusala là thiện, chitang là tâm, tâm thức vô biên xứ. Ne akinchanya yatana kusala chitang là tâm thiện vô sở hữu xứ. Nê quá xanh nhà nà xanh nhà giá tăng nát cô sá lá chi tăng chê tí là chi tăng với lại chát y tí là tâm. Để ở đây mình có nê quá xanh nhà nà xanh nhà giá tăng nát là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cô sá lá là tâm chi tăng, cô sá lá là thiện, chi tăng là tâm, tâm thiện. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Imani chát tác Chattaripi là bốn tâm này. Arupa vachara kusala chitani nama, gọi là tâm thiện
vô sắc giới. Rồi bây giờ mày lớp giơ tay lên để mình tập đọc bài. Cô Phúc Vị Trung A, mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ được ạ. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc bài Á Ru Ba Quá Chá Rá Chí Tăng. Á Ru Ba Quá Chá Rá Cú Sá Lá Chí Tăng A Ca Sa Nan Cha Yá Ta Ná Cú Sá Lá Chí Tăng Quỳnh Nhà Nan Cha Yá Ta Ná Cú Sá Lá Chí Tăng A Kinh Chành Nhà Yá Ta Ná Cú Sá Lá Chí Tăng Nề quá sanh nhà na sanh nhà gia ta na cú sa la chi tan chê si tí i ma ni cha ta ri ri pí a ru pa quá cha ra cú sa la chi ta ni na ma. Con xin hết ạ. Dạ kính mời chị, đạo hữu Kim Cúc ạ. Ta đọc xong rồi tập bỏ tay xuống cho nó quen. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Aruba Vachara Chittang Aruba Vachara Kusala Chittang Akasa Nancha Yatana Kusala Chittang Quinya Nancha Yatana Kusala Chittang Akinchanya Yatana Kusala Chittang Nê quá sanh nhà, nhà sanh nhà, giá ta ná cú sa lá chít tàn chê tí, ý mà ní, chắc ta rí bí, á ru bà quá chá rá cú sa lá chít ta ní, nà má. Thưa sư, xin hết. Số 4 đó là nê quá sanh nhà, nà sanh nhà, giá ta ná cú sa lá chít tàn ha. Để ý cái chữ đó. Nê, dạ. Nê quá sanh nhà. Na san nha yatana kusala chittam che tí. Dạ. Thưa sư, cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thiện ạ. Dạ. Con kính lãnh lễ sư, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con xin được đọc. Aruba vachara chittam. Aruba vachara kusala chittam. A ca sanh nhanh chà giá ta ná cú sa la chít tăng Vinh nhà nành chà giá ta ná cú sa la chít tăng A kinh chành nhà giá ta ná cú sa la chít tăng Nề vá sanh nhà nà sanh nhà giá ta ná cú sa la chít tăng Chề tí ý mà ní chát tà rì rì bí A rù bà vá chá rá cú sa la chít tà ní nà má. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mít kính đã cảm ơn đạo tràng, kính tri ân sư. Dạ xin mời đạo hữu Trúc ạ. Dạ xin mời ạ. Xin mời đạo hữu Trúc ạ. Đọc lớn lên thì mở mic rồi mà. Không nghe. Có đọc nghe. Chưa? Dạ thưa chưa, con cũng chưa nghe thưa sư. Cái này lúc đăng nhập không chọn cái dòng đầu âm thanh á. Ừ, coi lại Trúc 82 này coi lại cách đăng nhập đây. Dạ. Để mình cái nó có audio gì đó. Lúc đăng nhập thì mời người tiếp theo đi là cái gì vậy? Khắc phục lại sao? Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Sư con xin đọc ạ. Aruba vachara chittang Aruba vachara kusala chittang Akasa nancha yatana kusala chittang Vinya nancha yatana kusala chittang Akinchanya yatana kusala chittang Newa sanya na sanya yatana kusala chittang Cheti imani Chattaritti arupa vajara kusala chitta ni nama. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Diệu Thủy ạ.
Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Arupa vachara cittang, arupa vachara kusala cittang, akasananja jatana kusala cittang, vinyananja jatana kusala cittang, akinchanya jatana kusala cittang, nevasanya nasanya jatana kusala cittam ceti imani jatta ripi arupa vachara kusala cittani nama. Bạch sư con đọc xong rồi ạ, con cảm ơn ạ. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Arupa vachara cittam, arupa vachara kusala cittam, akasananja ratana kusala cittam, vinyananja ratana kusala cittam, akinchana ratana kusala cittam, nevasanyana sanya ratana kusala cittam ceti imani chatta riti arupa vachara kusala cittani nama. Đã thưa sư con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Quang Thanh ạ. Đã thưa sư con xin đọc bài arupa vachara kusala cittam, arupa vachara kusala cittam, akasa nành cha ra ta na cú sa ni chi la chi tăng bình nhà nành cha ra ta na cú sa la chi tăng a tình chành nhà gia ta na cú sa la chi tăng đề hòa sành nhà nà sành nhà ra ta sa la chít tành chề tí i i ma ni ngăn tà ri bi a ru bà qua cha ra ku sa la chít a ni ni na ma. Sư con đã đọc xong ạ. Xin mời đạo hữu Hoa Nguyễn ạ. Dạ thưa sư xin mời. Aruba vachara cittam, aruba vachara kusala cittam, akasa nancha nancha yata yata na kusala cittam, vinna nancha yata na kusala cittam, akin channa akin channa yata na kusala cittam, nevasan nan nusan nayat tanaka kusala cittam siti imani cattari arupa vachakara kusala cittani nama. Cô Vương Ti này cũng đáng sắp xếp thời gian vô học lại cái quyển Bali 1 nha, đọc còn rất là yếu, học lâu lắm rồi đó. Dạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Arupa vachara cittam, arupa vachara kusala cittam, akasananja yatana kusala cittam, vinyananja yatana kusala cittam, akinchanya yatana kusala cittam, ne wasanya nasanya yatana kusala cittam ceti imani cattari pi arupa vachara kusala cittani nama. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Arupa vachara cittam, arupa vachara vachara arupa vachara kusala cittam akasananja
Chayat Chatana Kusala Chittang Vinyanang Chayatana Kusala Chittang Akinchang Nya Yatana Kusala Chittang Neva Sangya Na Sangya Yatana Kusala Chittate Chittang Chethi Imani Taribi Aruba Kusala Chittani Nama. Dạ thưa sư, con đọc xong rồi ạ. Dạ xin mời đạo hữu Tô Quốc ạ. Sư con đọc ạ. Aruba Wachara Wachara Chittang Aruba Wachara Kusala Chittang Akas Akasanancha Yatana Kusala Chittang Winyananya Cha Yatana Kusala Chittang Akin Akin Chang Na Yatana Kusala Chittang Ne Ne Watsang Đạo hữu tin mã tắt mic. Sanh nhân a pha thành che tí a ma ni cha ta ri pi a ru ba wa cha ra pu sa la chi ta ni na ma. Dạ xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. À. Ara ba wa Aruba wa chara chittang Aruba wa chara kusala chittang Akasa nyancha yatana kusala chittang Vinya nyancha yatana Vinya nyancha yatana kusala chittang Akinchanya Yatana Kusala Chittang Ewa Sanyana Sanyaya Tana Kusala Chittang Cheti Imani Chatta Rili Uba Wachara Sa Chittani. Dạ xin mời đạo hữu tiên mã. Dạ, thưa sư xin đọc bài. Aruba Wachara Chittang Aruba Wachara Kusala Chittang Akasa Nancha Yatana Kusala Chittang Punya Nancha Yatana Kusala Chittang Akinchanya Yatana Kusala Chittang Neva Sanyana Sanya Yatana Kusala Chittang Cheti Imani Chatta Ribi Aruba Wachara Kusala Chittani Nama. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư xin đọc. Aruba Wachara Chittang Aruba Wachara Kusala Chittang Akasananja Yatana Kusala Chittang Vinyananja yatana kusala chittang Akinchanya yatana kusala chittang Neva sanyana sanya yatana kusala chittang Cheti imani chattaripi Arupa wachara kusala chittani nama. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Arupa wachara chittang Arupa wachara kusala Chittang Akasa Nancha Yatana Kusala Chittang Winya Nancha Yatana Kusala Chittang Akinchanya Yatana Kusala Chittang Newa Sanyana Sanya Yatana Kusala Chittang Cheti Imani Chatta Ribi Aruba Wachara Kusala Chittani Nama. Dạ thưa sư con đã đọc xong. Dạ thưa sư hết người muốn đọc rồi ạ.
lớp đọc xong hết chưa? Dạ thưa sư, hết rồi ạ, xong rồi ạ. Dạ Quang Thanh hoan hỉ tắt mic ạ. Rồi chúng ta học bài ha. Arupa vichara vipaka citta. Và tâm tố vô sắc giới đó là arupa vichara iriya citta. Là tâm vô sắc giới đó là vì tâm sư chữ cái chưa chữ tê gọi là tâm vô sắc giới đó là vì các tâm này đó là thường hay lưu chuyển trong cõi vô sắc giới. Nói như vậy thì không có nghĩa là các tâm vô sắc giới này nó không có mặt ở các cõi khác, nhưng mà cái cõi chính của nó đó là cái cõi vô sắc giới. Thí dụ như là tâm quả vô sắc giới thì nó chỉ sanh ở bốn cõi vô sắc giới tùy theo trường hợp, chứ nó không sanh ở các cõi khác. Còn riêng với tâm thiện vô sắc giới và tâm tố vô sắc giới thì nó có thể xuất hiện ở các cõi khác ngoài bốn tâm, ngoài bốn cõi vô sắc. Rồi ở đây là phần bài học chính mà chúng ta học ngày hôm nay, nó là tâm thiện vô sắc giới. Phần một là nghĩa, phần hai đó là bốn tâm thiện vô sắc giới, phần ba là phương pháp tu tập thiền vô sắc giới, phần bốn nó là sự chứng đắc thiền vô sắc giới, phần năm đó là sự cho quả của tâm thiện vô sắc giới, phần sáu đó là tâm thiện vô sắc giới phối hợp với tâm sở, phần bảy là phần sự của tâm thiện vô sắc giới, phần tám là tâm thiện vô sắc giới nương môn, phần chín là tâm thiện vô sắc giới nương vật, và 10 là tâm thiện vô sắc giới biết cảnh. Dạ thưa sư, lưu lại cái trang nãy cho con chụp hình cái chứ. Con chưa kịp chụp hình. Số 10 là tâm thiện vô sắc giới biết cảnh. Số 11 là tâm thiện vô sắc giới sinh ở hàng người. Số 12 đó là tâm thiện vô sắc giới sinh ở các cõi. Vậy thì ở trong bài học này mình có 12 phần. Em có 12 phần. Rồi bây giờ phần số 1 đó là phần định nghĩa.
gọi là tâm thiện vô sắc giới, đó là vì những tâm thiện này nó lưu lưu cái chủng tử vào thành tâm quả vô sắc giới cho tục sinh về cõi vô sắc giới. Là cái nghiệp thiện được tạo bằng tâm thiện vô sắc giới, tức là chứng đắc được thiền thiện, thì cái thiền thiện đó nó luôn chủng tử đưa đến cái tái sanh, tạo ra cái tâm quả đưa đến tái sanh ở cõi vô sắc. Là người phàm phu hay là bậc thánh hữu học, khi mà tu tập chứng đắc thiền vô sắc giới và giữ được cái thiền đó cho đến hết cái kiếp sống, thì cái tâm thiền thiện đó sẽ tạo ra cái quả đưa người này tái sanh ở cảnh giới mà người này đã chắc chứng đắc được thiền định tương xứng. Ví dụ mà nếu mà chứng đắc được thiền không vô biên xứ thì sẽ được tái sanh về cõi không vô biên xứ, chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ thì sẽ được tái sanh về cõi vô sở hữu xứ, rồi thức vô biên xứ thì được tái sanh ở cõi thức vô biên xứ, chứng đắc được thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thì sẽ được tái sanh về cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì đó là do có tâm thiện vô sắc giới. Vậy chúng ta thấy là ở trong tất cả các tâm thiện, từ tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, các loại tâm thiện này đều là tạo ra cái chủng tử đưa đến cái đời sanh, đời sống tái sanh, tạo ra cái tâm quả rồi đưa đến sự tái sanh. Nó cũng giống như là tâm bất thiện, tâm bất thiện cũng tạo ra cái nghiệp rồi đưa đến cái tâm quả, tạo ra cái tâm quả đưa đến tái sanh. Nó chỉ khác là sao, cái tâm bất thiện tạo ra quả đưa đến tái sanh ở cõi khổ. Tâm thiện, ví dụ tâm thiện dục giới thì cho tái sanh ở bảy cõi vui dục giới. Tâm thiện sắc giới thì cho tái sanh ở 16 cõi, tạo ra quả tái sanh ở 16 cõi sắc giới. Còn tâm thiện vô sắc giới thì nó cho tạo ra quả đưa đến tái sanh ở 4 cõi vô sắc. Tức là cái ba nhóm tâm thiện cùng với tâm bất thiện á, nó đều đưa đến cái đời sống luân hồi. Nếu mà nói về cái đời sống luân hồi á, tức là nó đều có cái khuyết điểm, tức là đều là những tâm đưa đến cái đời sống luân hồi. Chỉ có tâm thiện siêu thế, tức là sau này mình sẽ học về tâm thiện siêu thế, thì cái tâm thiện đó nó mới không có tạo quả đưa đến tái sanh, tức là nó cắt đứt phiền não khi mà nó sanh lên. Thì đó cũng là cái điểm khác biệt giữa các loại tâm thiện. Thuộc về hiệp thế và tâm thiện siêu thế. Cho nên ở trong đời sống của mình đó, ví dụ như là nếu mà mình không gặp được Đức Phật, không biết được giáo pháp của Đức Phật, thì con người mình vẫn có thể làm thiện, người ta vẫn có thể tu tập chứng đắc được thiền định. Và nếu mà người ta làm thiện, người ta nỗ lực tu tập. Còn nếu mà không nỗ lực tu tập, không nỗ lực làm thiện mà thay vào đó làm ác, thì sẽ bị tái sanh ở cõi khổ. Thì cả hai trường hợp nó đều đưa đến cái đời sống luân hồi mà không có kết thúc. Không có kết thúc. Còn khi mà mình có cơ duyên mà mình gặp được Đức Phật
học được Phật pháp, tạo được cái phước báo ba la mật. Thì đến một lúc nào đó, nếu mà cái phước đã đủ thì sẽ giúp mình đoạn trừ được phiền não bằng các tâm thiện siêu thế. Và các tâm thiện đó nó sẽ hạn chế lại cái đời sống luân hồi của mình cho đến khi mà chấm dứt hạn. Ví dụ như là nếu mà chứng được bậc thánh dự luôn thì chỉ còn tái sanh trở lại cõi dục giới lâu nhất là 7 kiếp, nhiều nhất là 7 kiếp. Bậc thánh Anaha, Tư Đà Hàm thì chỉ còn tái sanh trở lại cõi dục giới một lần. Bậc thánh Anaham thì không còn tái sanh trở lại cõi dục giới. Cho đến bậc thánh A-la-hán thì không còn tái sanh. Dạ. Đó là nói về liên quan đến tâm thiện vô sắc. Dù nó là một loại tâm thiện thanh lọc nội tâm rất là cao, và tức là làm cho tâm được thanh tịnh, có năng, tức là cái sức mạnh tâm định rất là cao, nhưng mà cũng chỉ được là nó cũng chỉ đè nén được các phiền não, chứ nó không có đủ cái sức để mà cắt đứt tận gốc các loại phiền não, giống như là tâm thiện siêu thể. Rồi phần thứ hai đó là phần bốn tâm thiện vô sắc giới, đó là phần bài học. Phần này thì chúng ta phải học thuộc lòng. Thì đây là nhóm 12 tâm thiện vô sắc giới mà nãy mình phân nó thành ba nhóm, tức là bốn tâm thiện vô sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới, bốn tâm tố vô sắc giới, bốn tâm tố vô sắc giới. Thì cái bài học mình học ngày hôm nay đó là cái nhóm đầu tiên. Nhóm đầu tiên đó là tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng khi phi tưởng xứ. Còn nếu Bali thì đọc luôn cái chữ Bali, đó là Akasananja Yatana Kusara Chitang Vinyananja Yatana Kusara Chitang Akinyanya Yatana Kusara Chitang Deva Sanyana Sanyaya Tana Kusala Chitang, là bốn tâm thiện vô sắc giới. Thì phần này là bắt buộc mình phải học thuộc lòng. Phần ba đó là phương pháp tu tập thiền vô sắc giới. Hôm trước mình học về phương pháp tu tập về thiền thì sắc giới á, thì mình có 36 đề mục để mình tu tập. Thì trong 36 đề mục đó là có những đề mục đó là chỉ giúp cho chúng ta có được cận định, có những đề mục đó là chỉ giúp chúng ta đắc được một số thiền chứng, rồi có những đề mục đó là giúp mình người tu tập có thể đạt được cái bậc thiền cao nhất, đó là ngũ thiền sắc giới. Thì hôm nay chúng ta học thêm các đề mục tu tập thuộc về thiền định, nhưng mà ở đây đó là nó một cái bậc thiền cao hơn, đó là thiền vô sắc giới, thiền vô sắc giới. Chưa quan để xem lại cái này. Thiền vô sắc giới thì trước tiên đó là cái phương pháp tu tập thiền không vô biên xứ. Thiền không vô biên xứ, thiền không vô biên xứ thì cái đề mục của nó đó là Akaso Anando, tức là hư không, không giới hạn. Tức là lúc mà hành giả tại muốn tu tập thiền không vô biên xứ thì hành giả phải là người đã chứng đắc được ngũ thiền sắc giới rồi,
thì mới tu tập cái thiền này được. Dạ. Với lại đó là khi mà muốn tu tập cái thiền vô sắc giới á, thì hành giả phải có cái tâm đó là nhàm chán hoặc là từ bỏ đối với các loại sắc pháp, thì lúc bây giờ thì mới có thể tu tập thiền vô sắc giới được. Dạ. Vì cái cách tu tập thiền sắc giới, cái đề mục đầu tiên cho cái ở đây, mỗi một bậc thiền của vô sắc giới á, là có một cái đề mục riêng, không có đề mục chung giống như là lúc mình học thiền thiền sắc giới. Mỗi một bậc thiền là mỗi một cái cách tu tập riêng, mỗi một có một cái đề mục riêng của nó, không có tu tập lộn xộn được. Giống như là ở thiền sắc giới mình còn phải chọn theo đề mục thích hợp với sáu cái cá tính của mình, tức là tính tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính trí. Dạ, nhưng mà ở vô sắc thì không có cái đó. Dạ, không có cái đó. Thì đề mục tu tập thiền không vô biên xứ, tức là cái bậc thiền thứ nhất của vô sắc, đó là trước khi mà mình tu tập cái đề mục này, đó là vị hành giả đó là phải nhập lại cái thiền ngũ thiền sắc giới bằng các đề mục cả xin ác, như là đất nước lưỡi gió vân vân, rồi sau đó xuất thiền dừng cái dùng cái ấn tướng của thiền sắc giới á, dùng cái ấn tướng của thiền sắc giới, đó là có thể nó là làm cho nó lan rộng ra tùy theo cái ý muốn của mình, tức là cái đề mục thiền, ví dụ như là mình niệm về màu đỏ, thì lúc mà mình tập thiền sắc giới á, thì mình lấy một cái miếng giấy màu đỏ tròn tròn khoảng bằng như cái gì á, bằng cái trái banh, mình để trước mặt, rồi mình niệm nó là đỏ 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 cho đến khi mà mình nhắm mắt lại và cái màu đỏ đó nó hiện lên ở trong tâm mình. Dạ, thì từ cái đề mục mà nói bên ngoài lần đầu tiên nó chỉ bằng cái dĩa thôi, nhưng mà đến khi vị hành giả đã thuần thục ở trong thiền, đề mục thiền đó rồi, thì nếu muốn là vị hành giả đó là có thể trải ra cái đề mục đó là nó lớn, tức là lớn khắp cái bầu trời này, tùy theo cái ý muốn của mình. Dạ. Nhưng mà trong lúc mà làm cho cái ấn tướng của thiền sắc giới mà trải rộng ra như vậy, thì hành giả không có để ý đến cái đề mục đó, mà chỉ để ý là sao? Cái không gian mà đã trải ra đó là nó lớn chừng nào, nó ở mức độ nào. Dạ. Thì cái cách mà phát triển tâm theo cái khuynh hướng đó, đó thì người ta gọi là Akaso Anando, tức là hư không không có giới hạn. Dạ, hư không không có giới hạn. Và cho đến khi mà chứng đắc được thiền vô sắc giới, đó là thiền không vô biên xứ. Thì ở đây nó đến khi mà chứng đắc được thiền không vô biên xứ rồi á, thì cái hư không ở đây nó khác với cái hư không ở thiền sắc giới.
cái hư không ở thiền sắc giới á, là nó là một loại sắc pháp. Chúng ta nhớ cái sắc pháp trong 28 sắc pháp á, nó có một cái loại sắc pháp đó là sắc giao giới hay là sắc hư không. À, thì nó vẫn là sắc pháp. Nhưng mà khi mà người ta đã chứng đắc được thiền vô sắc giới á, mặc dù cái tên gọi thì nó giống nhau, tức là hư không không giới hạn. Dạ. Nhưng mà cái hư không ở đây đó là nó không phải là sắc pháp. À, mà một cái tên gọi theo cái chế định của thiền vô sắc giới. À, người ta thí dụ giống như là thiền sắc giới á, giống như là mình che một cái tấm màn mỏng và người ta nhìn có thể nhìn thấy cái hư không ở phía sau tấm màn đó. Dạ. Nhưng mà đến khi mà chứng đắc được thiền vô sắc giới rồi á, thì cái hư không đó nó hoàn toàn rỗng không, giống như là cái tấm màn đã được kéo đi. Tức là nó không còn bị chặn bởi cái sắc pháp nữa. Thì đó là cái bậc thiền đầu tiên. Bậc thiền đầu tiên. Cái thiền thứ hai đó là thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ. Thì thức vô biên xứ ở đây đó là hành giả lấy cái đề mục mà cái tâm không vô biên xứ làm đề mục, tức là lấy cái tâm mà đã chứng đắc thiền trước đây á làm đề mục tu tập cho cái bậc thiền thứ hai. Và để tu tập được cái bậc thiền thứ hai này á, thì vị hành giả cũng cần phải có cái tâm từ bỏ, thấy là cái thiền thứ nhất này á, nó gần với sắc giới, nó có thể bị chi phối bởi sắc, cho nên cần phải từ bỏ nó. Và tu tập bằng cái đề mục đó là Vinyanang Anantang, tức là tâm thức không giới hạn. Tâm thức không giới hạn. Thì cái cách tu tập này cho đến khi mà cái tâm định được phát triển, chứng được thiền thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ, tức là thấy thức này không có giới hạn. Không có giới hạn, đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba đó là thiền vô sở hữu xứ. Thiền vô sở hữu xứ. Thiền vô sở hữu xứ này á, thì trước khi mà tu tập thiền vô sở hữu xứ này á, thì vị hành giả cũng phải có cái tâm từ bỏ cái thiền thức vô biên xứ, vì thấy là cái thức này á, thức vô biên xứ này á, nó cũng gần với hư không không vô biên xứ, mà hành giả cần phải từ bỏ nó. Tức là ở một khi mà mình muốn nó như thế này, xin ví dụ như là nếu mình muốn tiến thêm một bước thì bắt buộc là sao? Mình phải bỏ lại cái bước ở phía sau, bỏ những cái ở phía sau và mình tiếp tục bước tới. Còn nếu mà mình không bỏ được cái bước ở phía sau thì mình không tiến tới được, không giơ chân được cái chân phía sau lên được thì mình không bước tới được. Thì ở trong các bậc thiện cũng vậy, khi mà vị hành giả muốn tu tập mà
đạt được ở mức độ cao hơn thì phải từ bỏ cái mà mình đang có. Cái mà mình đang có. Cái này nó giống như là lúc mà các tử học ở trong bài kinh, bài kinh ví dụ lỗi cây gì đó. Dạ. Cái lỗi cây á đó là đạo quả, là tâm bất động giải thoát. Nhưng mà nếu mà bị muốn đạt được tâm bất động giải thoát á, cái yêu cầu đầu tiên mà dạ phải có đó là gì? Tức là đi đến được với cái điều kiện thuận lợi nhất, đó là đi đến được với cái đời sống xuất gia. Mà khi mà đi đến được cái đời sống xuất gia, nó sẽ gặp cái trở ngại nếu mà hành giả không khéo, đó là gì? Có được lợi lộc, có được người ta tôn trọng cung kính. Thì khi mà thấy có được người ta tôn trọng cung kính, mình lại thấy là sao? À, như vậy là được rồi. Thì nó giống như là người tìm lỗi cây mà nhặt được cành lá. Nhưng mà người mà muốn đạt được cái mục đích của lỗi cây á, thì người ta nhìn ra là cái này nó không phải là lỗi cây. Thế là người ta cần phải tiếp tục nữa. Và cái tiếp tục đó là người ta phải cố gắng, đó là hành trì vì giới. Thì khi mà hành trì vì giới được tốt đẹp á, vì hành giả vẫn thấy là sao? Cái này nó không phải là cái cốt lõi, mà cái này nó giống như là cái nền mà mình phải bước tới nữa. Thế là hành giả phải từ bỏ cái phần giới đó và tiếp tục một cái hành trình nữa, đó là định. Định ở đây tức là cố gắng tu tập để cho tâm có được cái tâm định. Rồi với cái tâm định đó cũng hành giả cũng không dừng lại ở đó, mà cố gắng tu tập đó là để có được tri kiến, tức là có sự hiểu biết đúng đắn. Rồi hành giả cũng không dừng lại ở đó mà tiếp tục thêm nữa, đó là chứng được thời giải thoát, tức là chứng được thiền định. Nhưng mà hành giả vẫn thấy là cái này nó không phải là lỗi cây, hoặc cần phải nỗ lực tu tập nữa thì chứng được phi thời giải thoát. Và cái cuối cùng mà hành giả hướng đến là tâm bất động giải thoát. Dạ. Như vậy để được hướng được đến cái mục đích cuối cùng, đó là tâm bất động giải thoát, tức là lỗi cây thật sự, thì hành giả phải bỏ nhiều bước ở trong đó. Thì ở trong việc tu tập các bậc thiền này nó cũng vậy, tức là người ta phải thấy là cái này là thô thiển, cần phải từ bỏ. Dạ. Nhưng mà thường với chúng sanh phàm phu mình á, mình không có làm gì được, rất là khó. Ví dụ như là hoặc là mình so sánh, ví dụ như là con người mình mà mình nhìn vào loài thú thì mình thấy là loài thú nó cực, tức là khi nó bệnh nó muốn nói cho ai đó biết nó cũng không có nói được. Nếu mình đón đó mình biết nó bệnh gì đó thì mình đưa ra bác sĩ thú y họ chích thuốc cho thuốc gì đó. Còn như ở những nơi thôn quê không có điều kiện về y tế chăm sóc cho các loài thú thì nó bệnh rồi nó tìm ăn cây cỏ gì đó, rồi may thì nó hết, còn không thì nó chết đi. Tìm thấy ở loài thú nó rất là khổ. Nhưng mà với các loài chúng sanh mà ở loài thú á, do cái nghiệp mà nó chi phối á, thì họ thấy mà sanh ở loài thú nó cũng có cái hạnh phúc của nó. Ví dụ như là nếu mà sanh loài thú mà ở được trong Sài Gòn, trong gia đình mà các tử có điều kiện mình chăm sóc, mua áo quần mùn màn gì cho nó, rồi nằm cũng có niệm nằm nữa, thì nó thấy nó hạnh phúc, nó muốn chết để thay đổi kiếp sống mới nữa. Thì đó là cái tâm dính mắc của loài thú. Đến loài người mình á, chư thiên mà mỗi lần họ xuống cõi người mình họ rất là sợ. Lý do là ở cảnh giới con người mình ở trong chú giải Mangalapanipani nói là rất là hôi thối. Mà chư thiên khi mà họ xuống cảnh giới của con người, thí dụ như là họ cần
dù ở trong thời kỳ mà có Đức Phật ra đời, hoặc là có các vị thánh tăng mà họ cần nghe pháp, họ cần hỏi pháp, thì họ xuống họ hỏi rồi họ đi. Mà chúng ta thấy ở trong kinh Bali á, chư thiên lúc nào mà họ đi đến ý kiến Đức Phật á, không bao giờ họ ngồi. Không phải là trước mặt Đức Phật họ không ngồi được, không phải như vậy. Nhưng mà người ta nói là tại vì cái cảnh giới của con người mình nó hôi thối quá, họ chịu nổi. Cho nên họ tranh thủ họ hỏi xong, họ nghe xong họ đi liền. Dạ. Nhưng mà con người mình thì sao? Mình đã thấy mình vậy là hạnh phúc rồi. Mình không có muốn thay đổi nữa. Sư thí dụ là thậm chí những lúc mình đã bị già, mình lớn tuổi, mình bị già chi phối, bị bệnh chi phối, nhưng mà mình vẫn, nếu mà có thầy thuốc nào đó người ta nói là uống thuốc này có thể sống được 20 năm nữa. Dạ. Ở trong điều kiện mà mình có thể chi trả được thì mình sẵn sàng là sao? Chi trả để sống 20 năm nữa. Mặc dù trong 20 năm đó thì mình cũng không có đủ sức khỏe để có thể làm gì đó được thêm. Dạ. Thì cái đó là cái tâm dính mắc của con người mình. Dạ. Thì đối với các vị chư thiên, đó là chư thiên đối với con người mình. Nhưng mà đối với các vị phàm thiên á, họ thấy cái đời sống chư thiên là không được. Rồi các vị phàm thiên vô sắc á, họ thấy phàm thiên mà có sắc này cũng không được, cần phải từ bỏ nó. Nhưng mà ở các bậc thánh á, thì các ngài còn thấy là sao? Dù có sắc hay là không vô sắc, là vô sắc thì đời sống luân hồi vẫn đưa đến khổ đau. Cho nên cái mà cần đó là đoạn trừ cái đời sống luân hồi. Dạ. Thì nói cái đó để nói về cái từ bỏ. Cái từ bỏ thì ở trong thiền định hành giả tu tập á, cũng có cái từ bỏ giống vậy. Muốn bước lên cái bậc thiền cao hơn thì hành giả phải từ bỏ cái bậc thiền mình đang chứng đắc được, đã chứng đắc được. Thì ở trong cái thiền mình tới nát thí kinh chí, tức là thiền vô sở hữu xứ, thì ở trong cái đề mục này đó là cái thiền đề mục tâm đề mục không vô biên thức vô biên xứ, hành giả thấy tâm này không có giới hạn, và hành giả trải rộng ra cái tâm đó với cái khái niệm đó là nó không có gì nữa. Không có gì nữa, tức là nó thiết kiên trí. Và cái cách phát triển tâm theo cái khuynh hướng đó cho đến khi mà chứng được thiền vô sở hữu xứ. Dạ, vô sở hữu xứ. Rồi đến cái bậc thiền thứ tư đó là phi cử phi tưởng xứ, tức là hành giả tu tập bằng cái đề mục đó là chẳng phải tưởng cũng không phải chẳng là tưởng. Tức là ở cái thứ ba lúc nãy đó là mình thấy là sao? Chứng được cái thiền đó thì đã thấy là sao? Nó không có tâm thức gì nữa, nó không có cái gì nữa. Dạ. Thì tức là rồi ở cái bậc thiền thứ tư này á, thì lấy cái tâm thứ ba này làm cái đề mục để tu tập với cái cách tu tập đó là chẳng phải tưởng cũng không phải chẳng là tưởng. Tức là trong cái ý nghĩa đó là nói không phải tưởng, tức là hoàn toàn không có tưởng thì nó không phải, mà nói có thì nó cũng không phải, mà là vì nó quá vi tế, quá vi tế. Mà trong thanh tịnh đạo thí dụ đó là
giống như là một cái bát đựng dầu lâu ngày và nó đã bị khô cạn. Rồi một vị trưởng lão nói với vị sa di đó là lấy cái bát đến để lấy cái bát đến để đựng nước gì đó. Thì vị sa di mới nói đó là bạch ngài, trong cái bát có dầu. Thì vị trưởng lão nói là nếu vậy thì lấy dầu đó để rót vào đèn. Thì vị sa di nói là bạch ngài không có dầu. Tức là chúng ta thấy sao? Có dầu nhưng mà không có dầu. Thì thật ra đó là nó có, nhưng mà vì cái số lượng đó nó quá ít để có thể rót vào ở trong đèn được. Chúng là nó chỉ còn dính lại ở trong đó thôi, còn mùi dính lại ở trong đó thôi. Thì đó là cái cách mà thí dụ ở trong cái thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, trong cái đề mục mà vị hành giả tu tập, và cái cách phát triển theo cái khuynh hướng đó cho đến khi mà chứng đắc được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì trong bốn cái đề mục này á, mặc dù các đề mục sau nương đề mục trước, đề mục sau nương đề mục trước để phát triển các bậc thiền mà mình chưa có. Nhưng mà cái đề mục, cái thiền thứ nhất á, thì vì mặc dù ở đây nói là Akaso Anando hư không là giới hạn, hư không là giới hạn, nó lấy cái nền tảng từ thiền sắc giới là từ ngũ thiền sắc giới. Nhưng mà vì cái hư không ở đây nó được trải rộng ra rồi lấy theo cái chế định. Cho nên đề mục của thiền không vô biên xứ đó là đề mục chế định. Cái tâm, cái thứ hai đó là thiền tâm thức vô biên, thiền thức vô biên xứ đó, nó lấy cái tâm không vô biên xứ để làm đề mục. Cho nên đề mục của tâm, của thức vô biên xứ đó, là pháp, là pháp chân đế. Cái đề mục thức vô sở hữu xứ á, mặc dù nó lấy cái tâm thức thức vô sở hữu xứ làm nền tảng, nhưng mà trong cái cách tu tập của nó đó là nó lấy cái khái niệm là sao, là không có gì cả. Cho nên đề mục của nó là đề mục là chế định. Còn cái phi tưởng, phi tưởng xứ á, nó lấy cái tâm không vô biên xứ để tu tập. Cho nên ở đây cái đề mục của nó là đề mục chân đế, là pháp chân đế. Thì cái đó là liên quan đến đề mục tu tập thiền vô sở hữu xứ, thiền vô sắc giới. Rồi sự chứng đắc thiền thì cái lộ trình nó cũng giống như là các lộ trình chứng đắc thiền, thì nó đều giống nhau, tức là sắc giới, vô sắc giới gì đó, nó cũng giống nhau. Thì đây là chứng đắc thiền. Thì bốn bậc thiền lúc nãy, thì khi mà chứng đắc được thiền á, tâm vô biên, tâm thiện không vô biên xứ, khi mà nó cho quả thì nó sẽ cho nó là tâm quả không vô biên xứ. Tâm quả không vô biên xứ. Còn khi mà chứng đắc được tâm thiện thức vô biên xứ á, thì nó sẽ cho quả đó là tâm, tâm quả thức vô biên xứ. Rồi
tâm thiện vô sở hữu xứ thì nó sẽ cho cái tâm quả đó là vô sở hữu xứ. Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ thì nó sẽ cho ra cái tâm quả đó là phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng một điều mình để ý ở thiền vô sắc với thiền sắc giới mà nó khác nhau đó là ở trong tâm thiền thiền sắc giới khi mà chứng đắc được thiền á, cứ mỗi một bậc thiền như vậy thì chi thiền được loại bỏ đi. Ví dụ như là chứng đắc được sơ thiền thì có tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà nhị thiền chỉ còn lại là tứ hỷ lạc định, tam thiền thì chỉ còn lại là hỷ lạc định, tứ thiền thì chỉ còn lại lạc và định, ngũ thiền thì còn lại xả và định. Nhưng ở vô biên xứ, ở thiền vô sắc giới thì dù là bốn bậc thiền nhưng mà chi thiền nó vẫn là xả và định. Nhưng mà cái trạng thái của mỗi một bậc thiền á, cái trạng thái nó vi tế hơn, cái tâm định nó mạnh hơn, nó mạnh hơn. Dù cái tên chi thiền thì nó giống nhau, nhưng mà cái trạng thái tâm, trạng thái tâm định, cái sự vi tế của nó thì nó khác hơn. Sáu đó là tâm thiền vô sắc giới phối hợp với tâm sở. Để trong phần này thì mình để ý đến hai nhóm tâm sở, đó là tâm sở tự tha với 25 tâm sở tình hảo. Trong tâm sở tự tha đây mình thấy là nhóm tâm thiền vô sắc á, nó đều là màu xanh, cho nên nó chỉ có là thọ sản thì mình bỏ hỉ nó ra. Rồi chúng ta nhớ là hồi ngũ thiền sắc giới á, thì mình đã trong tâm ngũ thiền sắc giới là mình đã bỏ tâm tứ hỷ. Thì tương tự ở trong tâm thiền vô sắc, tâm thiền thiện vô sắc thì chúng ta cũng bỏ ra tâm tứ hỷ. Như vậy trong 13 tờ tha này chúng ta chỉ còn lại bỏ ra 4, chỉ còn lại 9. Trong 25 tâm sở tình hảo, vì tâm thiền á, khi mà nó sanh khởi thì nó có cái đề mục riêng của nó, cho nên giới phần nó sẽ không có ở trong tâm thiền, cho nên giới phần mình bỏ nó đi. Hai vô lượng phần á, lúc mình học tâm tâm sắc giới á, hai lơ vô điện lượng phần, tại vô lượng phần á, nó là đề mục chúng sanh chế định, và nó chỉ có khả năng đó là giúp người tu tập chứng đắc được ngũ thiền, chứng đắc được ngũ thiền, xin lỗi, chứng đắc được tứ thiền. Còn ngũ thiền thì nó có giới bi và tùy hỷ, cho nên bi và tùy hỷ nó cũng không có ở trong tâm thiền vô sắc. Nhưng mà trí tuệ tâm sở tệ quyền thì phải có, tại trong tâm thiền thì lúc nào cũng phải có trí tuệ. Cho nên trong 25 tâm sở tình hảo thì mình chỉ còn lại 20. Mình bỏ ra nhóm giới phần và nhóm vô lượng phần. Thì đó là phần tính tâm sở. Cái phần này thì nó giống nhau hết. Tức là nếu mình tính tâm nào nó cũng có là như vậy, là mình có bao nhiêu. Tức là ở đây 9 với lại ở đây là 20. 20 với 9. 20 với 9. 10. Sao nó đủ, không có 40, 30 ta. Mình trừ tầm tứ hỷ thôi. Tầm tứ hỷ hả? Xin lỗi. Vậy là mình trừ 3 thôi, xin lỗi. Nãy tôi tính lộn. Tầm tứ hỷ trừ 3 thì ở đây mình còn lại 10. 10. Tức là 10 tâm sở tà tha với 20 tâm sở tình hảo. Cái phần này thì các loại tâm nó giống nhau, cho nên mình không cần phải tính. Cái nào nó cũng giống nhau, nó chỉ cả khác nhau ở trạng thái tâm vi tế thôi. Cái tâm sở thì nó giống nhau, phối hợp với nhau. 14 sự. Đây là giống như nói hôm trước, đó là
các tâm thiện thiện và các tâm thiện tốt á, nó chỉ làm một cái công việc duy nhất, đó là việc động lực. Cho nên ở trong bốn tâm thiện vô sắc giới này nó cũng chỉ làm một cái công việc, đó là việc động lực. Vì môn á, tâm thiền á, các loại tâm thiền nó chỉ sinh ở ý môn. Cho nên tâm thiện vô sắc giới thì nó cũng chỉ sanh ở, nó chỉ nương ở lộ ý môn. Nó nhất định nương ở lộ ý môn. Nó không có sanh ở lộ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Chỉ sanh ở lộ ý môn. Vì vật á, vì tâm thiện vô sắc á, nó có thể sanh ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới. Nếu trường hợp mà nó sanh ở cõi dục giới, tức là người ở cõi dục giới tu tập chứng đắc được thiền vô sắc, hoặc là người ở cõi sắc giới tu tập thiền chứng đắc được được thiền vô sắc, thì tâm thiện vô sắc giới nó sanh khởi ở trong trường hợp đó là nó nương vật. Nhưng mà nếu mà người tu tập thiền vô sắc giới ở cõi vô sắc, khi mà chứng đắc được thiền định, thì cái tâm thiện đó nó không có nương vật. Tại sao mà nói là ở cõi sắc giới là cõi thiền, còn tu tập thiền gì nữa? Thì giống như nói với các Phật tử mình hôm trước, đó là cái tâm thiền á, tâm thiện á, tâm thiền thiền thiện á, nó chỉ cho quả một lần thôi. À, ví dụ mình tu tập thiền sắc giới, tu tập được chứng đắc được một bậc thiền nào đó, thì sau khi mình chết thì tâm đó nó cho quả sanh về cõi sắc giới. Ở tại đó nếu mà vị hành giả không tu tập thiền trở lại, thì khi mà hết tuổi thọ thì sanh xuống cõi trời hoặc là cõi người, chứ không được sanh lại cõi thiền nữa. Thì ở cõi vô sắc giới thì nó cũng vậy, tức là tu tập chứng đắc được thiền vô sắc giới, sau khi chết thì sanh về cõi vô sắc giới đó. Còn nếu mà hành giả không tu tập thêm cái bậc thiền vô sắc giới để chứng đắc được thiền vô sắc giới, thì sau khi chết thì sẽ sanh lại ở các cõi dục giới. Cho nên ở cõi đó thì nếu muốn thì hành giả có thể tu tập thiền vô sắc giới. Nhưng mà khi mà tu tập thiền vô sắc giới ở cõi vô sắc, thì cái tâm thiền đó khi mà nó sanh thì nó không nương vật. Tại vì ở cõi vô sắc nó không có vật. Cho nên tâm thiện vô sắc giới nó nương ý vật, nhưng mà bất định. Tức là khi nương, khi không nương. Khi mà nó sanh ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới thì nó nương vật. Nhưng mà nếu mà nó sanh ở cõi vô sắc thì nó không nương vật. Cho nên người ta nói là nương vật bất định. Về cảnh, mình có 21 cảnh. Thì ở đây mình có tâm thiện không vô biên xứ, biết được bốn cảnh, đó là cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoài thời và cảnh ngoài phần. Cảnh pháp tức là nó sanh ở lộ ý môn. Cảnh pháp thì nó sanh ở lộ ý môn, cho nên nó thuộc về cảnh pháp. Cảnh chế định thì nó giống như nói lúc nãy, cái tâm thiền mà không vô biên xứ á, nó lấy hư không nó là chế định, cho nên ở đó là nó là cảnh chế định, nó biết được cảnh chế định. Rồi cảnh ngoài thời, cảnh ngoài thời ở đây nó cũng là cảnh chế định. Cảnh ngoài thời tức là nó tại cái chế định này á, dù là quá khứ, hiện tại, vị lai gì, nó cũng không phụ thuộc vào thời gian. Cho nên biết được cảnh chế định tức là biết được cảnh ngoài thời. Dạ. Rồi cảnh ngoài phần. Cảnh ngoài phần tại cái hư không này nó thuộc về ngoài phần. Thứ hai đó là tâm thiện thức vô biên xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ biết được sáu cảnh. Thì cảnh pháp tức là nó sanh ở lộ y môn.
cảnh chơn đế là vì cái tâm này nó lấy cái tâm thiện không vô biên xứ làm đề mục, cho nên nó được biết được cảnh chơn đế. Cảnh đáo đại là vì cái tâm thiện không vô biên xứ này nó thuộc về tâm đáo đại, cho nên tâm thiện thức vô biên xứ nó biết được cảnh đáo đại. Cảnh quá khứ là vì cái tâm thiện thức vô không vô biên xứ này là cái tâm thiện mà được chứng trước đây, cho nên nó thuộc về quá khứ, cho nên nó biết được cảnh quá khứ. Nó thuộc về nội phần là vì người này đã chứng đắc được thiền vô không vô biên xứ, cho nên cái tâm không vô biên xứ này nó thuộc về nội phần. Rồi cái tâm không vô biên xứ này nó thuộc về danh pháp, cho nên tâm thiện thức vô biên xứ nó biết được cảnh danh pháp. Còn tâm thiện vô sở hữu xứ thì nó biết được ba cảnh, nhất là cảnh pháp. Tại các đề mục thiền sắc giới đều là cảnh pháp. Thứ hai đó là cảnh chế định. Thì cảnh chế định giống như nói lúc nãy, nó nương vào tâm thức vô biên xứ, nhưng mà nó đưa ra cái khái niệm đó là không có gì cả. Dạ, cho nên cái khái niệm đó nó thuộc về chế định. Mà hệ chế định đó, thì nó là ngoài thời, cho nên nó biết được cảnh chế định và cảnh ngoài thời. Thì đó là phần tâm biết cảnh. Mấy cái phần này nó đòi hỏi các học tử mình phải hiểu, phải hiểu rõ thì mới có thể nắm được các phần cảnh này, còn không thì rất khó. Nhưng khi sư nói gì cho mình cũng chẳng biết gì. Thì chúng ta có thể tìm đọc thêm về tài liệu liên quan đến cảnh, ví dụ cảnh pháp làm sao, cảnh chế định làm sao, cảnh ngoài thời làm sao, cảnh ngoài phần làm sao. Mấy này thật ra xưa cũng đã có nói hết rồi, cũng đã có nói, nhưng mà nhiều khi mình chưa có nhớ được. Rồi 12 hạng người. 12 hạng người á, khi mà nói đến thiền thì mình lập tức mình nhớ đến, nếu mà người phàm phu thì muốn chứng đắc thiền thì phải là người gì? Người tam nhân mới chứng đắc được thiền được. Rồi thiền vô thiền thiện á, khi mà nói đến thiền thiện thì mình phải bỏ gì liên quan đến người? Khi mà nói đến thiền thiện á, là chúng ta phải nhớ nó là bỏ ra người tứ quả, tức là A-la-hán mà tứ quả. Tại vì A-la-hán tứ quả khi mà tu thiền á, chứng đắc được thiền thì là thiền tổ. Thì mình phải, người phàm phu thì chúng ta nhớ đến bậc tam nhân, người tam nhân. Nhưng mà các bậc thánh thì lập tức chúng ta loại bỏ ra người tứ quả. Thì còn lại đó là người sơ quả, nhị quả và tam quả, có thể tu tập chứng đắc được thiền thiện sắc giới. Như vậy thì tâm thiện sắc giới nó chỉ có mặt ở bốn hạng người, đó là người tam nhân với ba bậc thánh hộ Phật. Phàm tam nhân với ba quả hữu Phật, rồi cõi thì mình có 31 cõi. Bây giờ chúng ta xem thử cái trong 31 cõi này là cõi nào có thể tu tập chứng đắc được thiền sắc giới được. Thì giống như nói lúc nãy, cõi bảy cõi vui dục giới, chúng ta nói là các cõi chư thiên là cái cõi mà người ta hưởng thụ. Tuy nhiên không phải chư thiên nào họ cũng hưởng thụ đâu, tại trong chư thiên đó là nó cũng, họ cũng có hạn là chúng sanh Bồ Tát ở tại đó, cho nên vẫn có người họ sanh về cõi chư thiên, người ta vẫn tu tập, vẫn tu tập. Cho nên ở cõi chư thiên này vẫn có những người đó mà tu tập chứng đắc được thiền định sắc giới hoặc là vô sắc giới. Ở các cõi phạm thiên, ngoài từ cõi vô tử, ngoài từ 16 cõi phạm thiên, ngoài từ cõi vô tử, thì người ta đều có thể tu tập chứng đắc được thiền vô sắc giới. Đều có thể tu tập chứng đắc được thiền vô sắc giới. Rồi như vậy thì mình đã có mấy cõi rồi? 7 cõi, ở đây là 15 cõi.
15 với 7 là 22. Ở cõi không vô biên xứ thì người ta có thể tu tập thiền không vô biên xứ, thiền thức vô biên xứ, thiền vô sở hữu xứ, thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Như vậy thì tại cái này phải phân ra từng 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 bậc thiền mới được. Tức là thiền không vô biên xứ thì có thể sanh ở các cõi, đó là 17 cõi vô dục giới và 15 cõi sắc giới và cõi không vô biên xứ, tức là 23 cõi. Thiền thức vô biên xứ thì có thể sanh ở cũng như trên, nhưng mà nó có thể sanh ở cõi không vô biên xứ nữa, tức là vừa không vô biên xứ vừa thức vô biên xứ. Thì thêm một cõi nữa là 24. Thiền vô sở hữu xứ nó có thể sanh ở hai cõi này. Xin lỗi. Để tính độ một thôi. Đổi tính lại nha. Tính lộ ngoài ngược rồi sư. Tính ngược. Tức là không vô biên xứ thì nó có thể có mặt ở không vô biên xứ, có mặt ở 7 cõi vui dục giới và 15 cõi sắc giới. Không vô biên xứ là 23 cõi. 23 cõi thì đúng rồi. Nhưng mà thức vô biên xứ thì cộng thêm một nữa, cộng không vô biên và thức vô biên. Thức vô biên xứ thì ở thêm một nữa thì là 24. Vô sở hữu xứ thì cộng thêm một nữa là 25. Phi tưởng phi tưởng xứ thì cộng thêm một cái cõi phi tưởng phi tưởng xứ, cõi phi tưởng phi tưởng xứ nữa là 26. Đây, tâm thiện không vô biên xứ thì nó sanh ở 23 cõi, đó là 22 cõi vui. 22 cõi vui ngụ uẩn. Này, sao ta? Anh nói sao nó bị lộn cái gì? Và cõi không vô biên xứ thì là thức vô biên xứ sinh ở 24 cõi. Tức là thêm một cõi, cứ mỗi một bậc thì tăng thêm một cõi. Đó là 22 cõi vui ngụ uẩn, rồi cõi không vô biên xứ và cõi thức vô biên xứ. Thì vô sở hữu xứ đó là sanh ở 25 cõi, thì cũng là 22 cõi ngụ uẩn, rồi thêm cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ. Còn thiền phi tưởng xứ đó là sanh ở 26 cõi vui hữu tâm. Tức là mình bỏ cõi 4 cõi khổ và cõi vô tưởng. Thì ở đây trong cách tính cõi này mình tính như thế này. Tức là ở các bậc thiền vô sắc á. Ví dụ như là ở cõi không vô biên xứ á, thì người ta có thể tu tập thiền thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng mà nếu mà ở cõi mà thức vô biên xứ á, thì nó không có tu tập bậc thiền thấp hơn, mà nó tu thiền thức vô biên xứ, sau đó nó tu thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Tức là ở cõi vô sắc á, nó không có lùi trở lại, nó chỉ tiến tới. Còn nếu mình không tu thì hết tuổi thọ thì nó sanh về cõi trời, cõi người gì đó. Đó là liên quan đến đến cõi. Và đó là phần bài học mà chúng ta học hôm nay. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây. Đây, xin mời cô Phúc vị chung thầm mình để mình kết thúc lớp học.
buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Dạ, chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học về vi diệu pháp tâm vô sắc giới, tâm thiện vô sắc giới ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Con kính tri ân sư. Con xin thay mặt quý cô tu nữ, cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay. Akasatha Javamatha Devanagamahitika Vunyang no anumodantu jirang rakhantu sasanang Akasatha Javamatha Devanagamahitika Vunyang no anumodantu jirang rakhantu no garo Akasatha Javamatha Devanagamahitika Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Ý đăng quá ta nô bốn nhãn a sa vá khá yá vá hăng hô tu a na gá tê ca lê. Sa thú, sa thú. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, con kính chúc sư Tinh Tuệ cùng quý sư, quý cô tu nữ được mạnh khỏe. Dạ, kính chúc quý đạo hữu được an vui trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào cả lớp. Kính tri ân sư ạ. Rồi, xin mời lớp nghỉ ha. Con kính tri ân sư ạ. Rồi, xin mời lớp nghỉ.